À, xin chào các em. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau đi xét cái bài cuối cùng của cái chương trình vật lý lớp 7, đó là bài số 30 tổng kết chương 3 điện học. À đây là cái bài tổng kết chương. Thì uh, trong cái bài này chúng ta sẽ gồm có ba cái nội dung, ba cái phần. Uh, phần thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại những cái nội dung chính trọng tâm của cái chương điện học. Phần thứ hai là chúng ta vận dụng đúng không ạ, trả lời một số câu hỏi nha và phần cuối cùng là chúng ta xét một cái uh, gọi là trò chơi ô chữ để chúng ta cùng nhau củng cố lại. Thì đây chính là cái bài uh, trong sách giáo khoa từ trang 85, trang 86 và 87 ở uh, trong sách giáo khoa. Nào. Uh, nội dung thứ nhất là ôn tập. Thì uh, với cái câu thứ nhất mà chúng ta cần phải ôn lại Đó là gì ạ? Là về hiện tượng nhiễm điện. À. Thì câu hỏi là gì ạ? Hãy đặt một câu với các từ cọ sát này và từ nhiễm điện này Thì các em biết là một trong những hiện tượng nhiễm điện à, Đầu tiên mà chúng ta gì ạ, chúng ta học đó là hiện tượng nhiễm điện do cọ sát à, Thì Chúng ta có thể đặt câu rất là cơ bản thế này thôi Khi cọ sát thanh nhựa hoặc thanh thủy tinh vào len lụa Thì chúng ta biết rằng là chúng sẽ trở nên gì ạ? nhiễm điện Và ta quy ước rằng gì nhỉ? Các em có nhớ không ạ? Nếu mà thanh thủy tinh thì sẽ là nhiễm điện diện dương. Còn thanh nhựa thì sẽ là nhiễm điện gì ạ? âm. Ở đây ra chỉ cần giới hạn đây thôi là ta đã được một câu hoàn chỉnh rồi. Trong đó có từ gì ạ? Từ cọ sát. Và từ gì? Từ nhiễm điện cuối cùng. Đấy là câu số 1. Câu số 2. Yêu cầu là gì ạ? Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau? Thì chúng ta dễ dàng trả lời được là có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích gì ạ? âm. Có hai loại thôi. Thế thì cái thứ ý thứ hai hỏi là các điện tích nào thì hút nhau? Thì các em nhớ là các điện tích trái dấu thì hút nhau hay là các điện tích khác loại thì hút nhau. Vì dương và âm mà, người ta có thể nói từ trái dấu được mà khác loại cũng được. Còn các điện tích cùng loại, tức là cùng là điện tích dương hoặc là cùng là điện tích âm thì gì ạ? Thì đẩy nhau. Đấy là gì ạ? câu hỏi số 2 Ta xét câu hỏi số 3 Đặt câu với các cụm từ sau này Vật nhiễm điện dương Vật nhiễm điện âm Nhận thêm electron Và mất bớt electron Thế thì Cái này nó sẽ liên quan đến kiến thức Mà chúng ta nói về gì ạ Để giải thích ra à, Giải thích được cái sự nhiễm điện Sự nhiễm điện à, Thì chúng ta nhớ là để giải thích sự nhiễm điện, chúng ta nói rằng là bình thường một vật thì trung hòa về điện trong đó có các gì ạ? điện tích âm và các điện tích dương. Nhưng tổng số các điện tích âm và điện tích dương là bằng gì? Bằng nhau. Điện tích âm ở đấy chính là các gì ạ? Chính là các electron, các electron. Nếu một vật vì lý do nào đó mà gì nhỉ? nhận thêm electron thì sẽ trở nên nhiễm điện âm. Mất bớt electron thì sẽ trở nên nhiễm điện gì ạ? Dương. Vì vậy ta đặt câu như sau. Câu này rất dài. Đúng không ạ? Một vật bình thường trung hòa về điện phải nếu vật nhận thêm electron thì trở nên nhiễm điện âm Nếu vật mất bớt electron thì trở lên nhiễm điện dương Chúng ta có thể đặt câu một cái câu khá dài như thế Vì sao? Vì cái câu này rất nhiều cụm từ mà chúng ta cần phải có mặt ở đó à, Vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, mất electron và nhận thêm electron Đấy là câu hỏi số 3 à, Ta xét nội dung câu hỏi số 4 điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong những câu sau đây. A này là dòng điện là dòng chấm 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 có hướng. B dòng điện trong kim loại là dòng chấm 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 có hướng. Thế thì các em biết đây là dòng điện nói chung là ý A. Còn ý B là dòng điện trong kim diện kim loại. Thì các em nhớ lại với thầy là dòng điện là dòng chuyển rời có hướng của các hạt mang điện. Thì ở đây người ta lại dùng cái từ có hướng đằng sao rồi Thì ta sẽ nói là dòng điện là dòng dịch chuyển Là dòng các hạt điện tích dịch chuyển có hướng Đúng không ạ? Dòng các hạt điện tích dịch chuyển có hướng Như vậy ta sẽ chọn A là điện tích chuyển rời hoặc là dịch chuyển đều được em nhé Chuyển rời hoặc dịch chuyển Còn dòng điện trong kim loại là dòng gì ạ? Dịch chuyển làm sao Dòng các electron chuyển rời có hướng Trong kim loại thì là dòng gì ạ? Dòng các hạt electron còn nếu dòng điện nói chung thì là dòng các hạt điện, điện tích, dòng điện tích chuyển động, chuyển dời của hướng. Đấy là câu hỏi số 4. Ta xét câu hỏi số 5. Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường? Chú ý là ở điều kiện bình thường các em nhá. Nào. A là mảnh tôn, B là đoạn dây nhựa, C là mảnh polyethylene. D là không khí E là đoạn dây đồng Và F là mảnh sứ. Thế thì Chúng ta thấy là nếu mà điều kiện bình thường vật nào là vật dẫn điện Thì chúng ta sẽ thấy ngay có hai loại thôi đó là mảnh tôn Và dây gì ạ? Dây đồng Thế còn lại dây nhựa, polyethylene, không khí, mảnh xứ đều là chất cách điện Nên chúng ta sẽ chọn Hai đáp án là A và gì ạ E Mảnh tôn và đoạn dây đồng Chính là gì ạ? Là hai cái chất dẫn điện, hai cái vật dẫn điện Xét ở điều kiện bình thường Ta xét nội dung câu hỏi số 6 Kể tên năm tác dụng chính của dòng điện Các em nhớ là tác dụng chính à, Tác dụng chính chính là những cái tác dụng cơ bản mà chúng ta đã học à, Thế còn ngoài ra nó có thể có những cái tác dụng khác nữa Thì chúng ta có thể kể tên như sau Tác dụng thứ nhất là tác dụng nhiệt Tác dụng nhiệt Tác dụng thứ hai là tác dụng phát sáng tác dụng thứ ba là tác dụng từ tác dụng thứ tư là tác dụng hóa học và tác dụng thứ năm là tác dụng sinh lý đây là năm tác dụng chính của dòng điện năm tác dụng này chúng ta đã đều